Xin chào ông bà cô chú à. Trời ơi, mới chào ông bà cô chú bỏ đi hết trơn rồi. Giờ mình đếm 1, 2, 3, ai chào ông bà cô chú nè. 1, 2, 3. Xin chào ông bà cô chú. Nước cái gì cũng bỏ miệng. Giờ cô chú. À, Chay ơi, Chay chỉ cô chú coi con sâu trên đầu của Chay đâu. Ồ, con sâu á. Con sâu của anh hai đâu? À, anh hai con sâu trong răng. Chay thì sâu có trên đầu. Đúng không con? Đúng không? Dạ đúng. Xin ơi, lỡ té em. À, ba Quy nè. Ba Quy chào ông bà cô chú. Chì giờ phủi tay con. Chiều nào cũng vậy cô chú ơi, giờ là cái như thành thói quen rồi. Ngủ dậy lúc 4 giờ chiều xong rồi anh em ra ngoài chơi nè. Gì vậy Chay? Đi bế nhà hả Chay? Ô con mèo. Rồi. Chay ơi, ngoài đó bắt cóc á Chay ơi. Rõ rõ thấy chưa? Thấy chưa? Bắt cóc á. Bắt cóc á. Đâu vô lấy cái chổi đâu, chổi con đâu, vô lấy chổi bế nhà đi. Rồi, mỗi đứa cái chổi bế nhà đi. Để em ơi Quy đứng lên con. Ôi, bét bằng hai tay. Đứng lên, phủi tay. Dọn dẹp xong cất lại chỗ cũ cho hàng xóm nữa hả? Hả chị? Rồi để lại đẹp chưa con? Nhanh lên. Nhanh lên. Chay ơi, đi cất chổi Chay. Chay cất chổi Chay. Không ngừng nghỉ luôn ạ. Đứng lên phủi tay, phủi tay, phủi tay, phủi tay. Phủi cái tay phèo phèo phèo. Ông bà Quy xin chào cô chú ấy con. Con chào ông bà cô chú. Đúng rồi, mới gió bà cô chú một cái. Giờ con đạp xe một mình con nha. Dạ. Anh hai với lại Chay đi trước rồi, thôi giờ mình đạp xe một mình đi nha. Dạ mẹ nè. Dạ. Đi Ly, thương mẹ để đâu đi? Thương mẹ để đâu? Ờ lái xe, con lái xe, mẹ đẩy con đi nha. Dạ. Ly là nói cái gì cũng dạ cô chú. Nên. Trời ơi, anh hai với lại Chay ôm nhau chở nhau đi một chiếc xe đạp khác rồi. Thôi ông nội đẩy đi xa quá. Rồi đi đón anh hai với Chay Chay về cho cô chú coi nè. Cười vừa đi vừa mừng vui nữa chứ. Giữ ta. Chở em Chay đi chơi luôn, giữ ta. À, tội nghiệp Quy à. Wow, anh hai giỏi quá, đạp lên nữa, cố lên. Chay không ôm anh hai hả? Ôm anh hai lại, anh hai mới chở đi chứ. Trời ơi, ai giỏi dữ người ta. Baby shark chú chú đi. Baby shark chú đu 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 đu. Đâu anh hai đạp tiếp đi con. Hai đạp tiếp lên hai. Đạp tiếp chở Chay đi chơi đi. Hai giờ Chay chở. Rồi Chay lên chở anh hai đi nha Chay. Rồi đổi tay, đổi tay. Đổi tay, đổi tay đi. Ừ, đổi tay. Lên. Cẩn thận, cẩn thận. Ồ, Quy muốn lên xe này hả? Hai xin qua xe này, xe vàng đi đi. Cho Quy mượn xe. Nào. Không đâu hả, tội nghiệp, tội nghiệp Ly quá à. Lên ngồi với ông nội đẩy. Rồi lấy luôn, ông nội đẩy. Rồi xe chở ba, xe này công an. Rồi đi. Xe này công an phạt chắc luôn. Ôm vô. Đâu, chào mọi người đi xin. Lên xe chào mọi người. Chay chào mọi người đi Chay. Chay chào mọi người đi Chay. Trời ơi, chiếc này mà đi điện máy xanh luôn hả. Chay ơi, có đi điện máy xanh không Chay? Chay, Chay, đi điện máy xanh không? Trong luôn. Trong trong cái chê này luôn. Tông, tông, ôm vô, ôm vô.
Em chặt vô, em chặt chưa? Xe mà không mũ bảo hiểm mà còn cống ba nó chết rồi. Cái gì mấy xanh à? Để mẹ hỏi Trai hả? Trai ơi, Trai, con có muốn đi điện máy xanh không? Điện máy xanh. Con trả lời sao? Dạ gì? Dạ có điện máy xanh. Rồi, dạ có đi điện máy xanh. Ôm nhau lại. Hôm nay ba Bảo với mẹ Ngọc đi công việc. Ở nhà có ba đứa nhỏ với lại ông bà nội với mẹ Ngân. Sao con? À, xuống hả? À, à. Đổi, đổi nè. Rồi, rồi. Rồi, con xin nói với Trai đi. Để Trai ngồi sau đi, để anh hai chở. Lia cười đấy. Hi. Rồi, Trai ôm anh hai chở nè. Ê. Bye bye. Chỉ có Huy là bye bye thôi. Xe, chuyến xe này chắc phải gọi là chuyến xe tình yêu quá. Trời ơi, xe chạy nhanh dữ ông nội ơi. Trời ơi, dữ gì cá. Bấm chuông đi xin ơi, bấm chuông, bấm chuông. Bấm chuông, bấm chuông, bấm chuông, bấm chuông. Ngái đâu ta? Xe của Xin hả? Chị ơi. Rồi quẹo về đi con. Ba Quy muốn nghiêng qua bên ba. Rồi, ôm lại. Xin chào. Đi. Hát ABC đi chơi ơi, ABC đi. Hát ABC anh hai chở chơi nè. Ôi, riêng buổi chiều hôm nay là ông nội tập thể dục còn hơn là một tiếng đồng hồ cô chú nữa. Cười. Đi đây. À, cô chú nào muốn giảm cân thì đi qua bên đây. Giữa ba đứa nhỏ này cỡ một tháng thôi. Giờ có đổi không Trai? Giờ Trai chở anh hai không? Trai có muốn chở anh hai không? À, Ly chở hả? Tới Ly chở nha. Không. Cho Quy vô nha. Con khóc nhè, con khóc nhè. Quy ơi, chụp hình Quy ơi. Trời ơi, anh hai mạnh dữ ta. Ôm anh hai lại Trai, ôm lại. À, cứ xuống hả? Quẹo lại Sinh ơi, ngoài đó xe con ơi. Sao Trai? Trai đâu á? Hả? Con chỉ yêu cô chú coi, cô chú dịch đổi cái từ con nói không? Thôi. Đó, coi ra, coi ra ghiền đi xe Honda kìa. Ta mang đôi hài kìa. Cái gì con? Có. Chó hả? Ủa Trai, sáng nay Trai muốn đi đâu với mẹ Ngân vậy? Con đi chợ con. Dạ con đi chợ. Sao á? Chợ nào? Dép luôn. À, dép của Trai. Coi chừng rớt dép. Làm sao? Hả? Mami có đi theo không? Mami phải ra đằng sau. Mami ra đằng sau. Con cho mẹ ngồi trước đây. Mày thích ngồi trước à? Hai con đằng sau đi cho mami ngồi trước đi. Con ra đằng sau ngồi nha. Mami ngồi trước nha. Bắt đầu nữa. Con nói đi. Bye bye. Bye ngoại chưa? Bye ngoại chưa? Chỉ cô chú có con sâu đâu, sáng nào cũng bắt con sâu hết trơn á. Ôi trời, cái gì vậy? Ôi trời. Ăn gì vậy? Rồi, rớt dép. Rớt dép. Tờ ra cái đôi dép mang không vừa mà ăn rồi cứ mang biết cái đôi dép này. Dạ, hai này là hai hoàng tử đó, đừng giỡn nha. Bởi vậy nó cố ý nó mang dép này để nó rớt cho hoàng tử kiếm nó đó. Không biết hoàng tử còn kiếm. Mẹ sao? Mẹ ngồi hả? Con nói mẹ ơi. Mẹ ơi. Đi xe. Con nói đi xe. Không. Vui lắm. Đi xe không?
con nói vui lắm. Rồi giờ ngồi sao với mà mi đó, đi ngồi sao mà mi lên lên rồi leo lên đi, leo lên đi, tự thân vận động, leo lên đi bước lên. Ừ đúng rồi, wow. Rồi không, má mi ngồi đằng trước. Con nói đi mẹ, con nói mẹ, mẹ con nói mẹ ngồi giữa dép nữa, em sợ rớt dép á. Mẹ ngồi, nói đi mẹ ngồi, đi nè, rồi leo lên nha, rồi chưa ngang, chưa ngang, chưa chưa. Chị nói bye bye cô chú. Bye bye. Chay đi. Bye bye ngoại hả? Cô nói bye bye cô chú. Rồi giờ dứt dép nữa. Trời, ghê chay nè. Dành cả thanh xuân để đi giặt dép hả? Vậy. Khỏi mang dép đi cho rồi. Rồi cô nói bye bye cô chú đi. Dép bên nữa. Còn dép rớt nữa ha. Rồi thôi bỏ dép ra đi. Khỏi mang. Thích dép lắm mà. Rồi, ngủ ghê á chay rồi. Có đu dép không mà. Rồi mang dép vô nha. Rồi mang dép vào. Rồi mang bên kia nữa hả? Ngồi. Ngồi hả? Mẹ ngồi hả? Giờ bye bye cô chú đi. Rồi được, được chưa? Được chưa? Dính chưa? Dép dính chưa? Ôm vô, ôm vô, ôm vô, ôm vô. Đó, rớt nữa thấy chưa? Ngứa nữa nữa, ngứa hả? Ngứa thôi khỏi mang dép. Nữa nữa. Nữa nữa, ok. Rồi. Rồi. Ngồi hả? Con nói mẹ ngồi. Mẹ. 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 Ngồi. Ngứa hả?